Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Shiro Win, Shiro Tạc Jimmy. Rất vui vì đã gặp nhau với những clip thì tụi mình đang có mặt tại đọc xóa Blade like và tân thủ huyền thoại của mình. Hôm nay thì mình sẽ clip của mình thì chúng ta anh em nhìn thấy tiêu đề thì biết rồi. Hôm nay mình sẽ kết thúc cái chuỗi bán kết của hoạt động hải tặc chiến đấu. Thì hôm nay sẽ kết thúc cái chuỗi bán kết. Rồi còn về trận chung kết thì về sau khi nào có mình sẽ quay cho anh em xem. Hôm nay thì mình kết thúc cái trận bán kết thôi. Trước thì mình đã cho anh em xem cái trận của Blast, phải Blast không ta? Hình như là Blast 9 đánh với ADCS gì đó. Và ADCS là chiến thắng. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với cặp đấu còn lại. Thì cái này hiện tại mình đang có mặt là bảng xếp hạng đấu trường của server mình nha. Của mình là đang S490. Tuy nhiên thì trước đã có một cái đợt gọi là gộp server, thì như là gộp tầm 4-5 server gì đó. Cho nên là 4-5 server chung lại luôn ấy. Thì anh em có thể thấy là ở cái bảng thứ nhất từ top 1 cho đến top 10 thì từ trên xuống dưới toàn là tên Blast không à. Đấy, Blast Hihi, Blast Cá Cảnh, Blast Haha, Blast Bluegoon, Blast Pin, Blast Superron, Blast Siru, Blast Play, Blast Râu, Blast Bụi. Nhưng mà toàn thanh niên cho công hội của mình thôi. Ở cái server này thì công hội của mình hiện tại đang xếp top 1 nha anh em. Cho nên là không ai đánh bại được đâu. Thiệt. Bên trang 2 thì có thêm một số người lạ, nhưng mà hình như là cũng trong công hội mình luôn ấy. Ê, chỉ có một thanh niên lạ là thanh niên ban này thôi. Thanh niên này ở công hội SH. Đây là công hội cũ của mình nha. Công hội cũ hồi trước mình ở công hội SH này. Nhưng mà sau khi được lời mời hấp dẫn từ những cái ông bạn bên công hội Blast thì mình đã tham gia vào công hội Blast luôn rồi. Rồi. Như thường lệ, chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra thì anh em không cần có ngoài ra đâu. Anh em chỉ cần bạn nào chưa like, chưa subscribe thì ấn vào subscribe, đăng ký là được rồi. Giúp cho mình nhanh chóng đạt 20.000 subscribe. Đó là cái điều mình mong muốn, rất là mong muốn rồi. Cho nên là nếu mà nhanh chóng đạt được thì sẽ ok. Này. Không để anh em đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ vào luôn hải tặc chiến đấu. Này, cái cặp bán kết đợt trước mình làm thì đó là cặp của Blast 9 và ADCS. Thì nói chung là ADCS với cái lực chiến 45 triệu thì đã chiến thắng được Blast 9 của mình. Blast 9 thì chỉ có 26 triệu thôi. Cho nên là thua thì cũng là theo lẽ đương tự nhiên thôi anh em. Dù sao thì Blast 9 cũng đã trải qua rất là nhiều trận chiến cam go thử thách và đã cũng đã lật kèo đó là hai lần rồi. 26 triệu thắng được 36 triệu, 26 triệu thắng được 36 triệu. Hai lần chiến thắng 36 triệu luôn anh em. Kinh. Nhưng mà cái đợt bán kết thì gặp ngay thanh niên 45 triệu cho nên là cũng hơi khó. Rồi, hôm nay là cặp bán kết cuối cùng, đó chính là cặp giữa 1+1=3 và cặp Yamate. Thì cặp 1+1=3 này cũng là các thanh niên trong cơ hội của mình thôi. Đó chính là Blast Haha, Blast Kaido và Blast Hihi. Còn bên Yamate thì có Am Thần Công, Hoa Tiêu Mạnh Nhất và Am Tà Oba. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái trận chiến nha. Tại vì hiện tại theo như mình xem ở đây thì coi như thắng cũng gần như là áp đảo rồi. 3-0 là coi như cũng gần như là áp đảo rồi. Chỉ thua duy nhất một người thua thôi, đó là Blast Kaido thôi. Blast Kaido thua thôi. Còn lại hai người kia vẫn chiến thắng bình thường. Cái ông Blast Kaido này nghe tên là Kaido sinh vật mạnh nhất mà sao lúc nào mình cũng thấy thua nhỉ. Hơi toan nha. Rồi, trận đầu tiên của Blast Haha đánh với Am Thần Công. Thì Am Thần Công lại tiếp tục đi trước này anh em. Nhưng mà hình như là Blast Haha là kèo rồi. Đúng không? Úi giời, như vậy là mặc dù là bên kia được đi trước, Sabo được bao trước đấy, nhưng mà không sao, team mình vẫn cầm cự được. Sau đó thì mình gâu của mình xoáy long hồn và cái kết là team bên kia sắp mặt luôn. Hi hi. Rồi, ok. Trận này thì có thể nói là một trận lật kèo nha anh em. Tại vì team nào đều đi trước thì team đó là có lợi rồi. Và ngoài ra trong hoạt động này thì khẳng định một điều là ai đi trước là chắc chắn người đó lực chiến cao hơn người còn lại. Cho là đây một cái có thể nói là một cái trận lật kèo nha. Cấp thua nè, lực chiến thua này. Đấy. Mà lật kèo được thì là quá là ghê rồi anh em. Cấp 167 với lại 190 thì thua tầm 23 cấp nha anh em, 23 cấp. Thua 23 cấp và lực chiến thua nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể lật kèo được. Là cũng ghê rồi. Rồi bước sang trận thứ hai thì tiếp tục là cặp đấu cũ thôi, vẫn là Blast Haha đó với Am Thần Công. Và Am Thần Công vẫn tiếp tục được đi trước nha. Tuy nhiên thì mình vẫn lật kèo được. Đấy, anh em thấy không? Sabo bao không thấm lắm đâu. Nhưng mà mình gâu đánh lại xoáy long hồn thì chết hơi nhiều nha. Đấy, chết hơi nhiều luôn ấy. Bên kia hồi sinh cho Sabo.
Minh Gâu với lại thằng Lo thì nó có cái hiệu ứng hồi sinh nha anh em, cho nên là nó sẽ hồi sinh được cho hai đứa. Máu hình như là máu thấp nhất là được hồi sinh đúng không? Đúng rồi, máu thấp nhất được hồi sinh. Thì vừa rồi là một lượt hồi sinh dành cho Sabo rồi. Như vậy là hồi sinh lần, hồi sinh còn lại chắc là dành cho Lo. Đúng không? Đấy, biết ngay mà. Ok. Còn riêng thằng Minh Gâu thì nó đã có một cái ống máu dự phòng của nó rồi, cho nên là không có tính về cái lượt hồi sinh. Còn nếu muốn nó hồi sinh là tổng cộng 3 mạng luôn ấy, thì phải làm sao cho máu thằng Minh Gâu nó thấp hơn Sabo là được. Rồi, trận 3. Trận 3 thì tiếp tục vẫn là cặp đấu cũ, Black Haha và Am Thần Công thôi. Nhưng mà chúng ta cùng xem cái diễn biến ra sao thôi. Bên Black Haha thì có ISO nha anh em. Có ISO. Còn bên đây thì không có ISO, chỉ có Sabo, Minh Gâu với lại Lo thôi. Đấy. Cho nên là nhìn cái tem, nhìn cái đội hình này thì nói chung là cũng anh em cũng có thể thấy được là bên nào là ghê gớm hơn rồi đúng không anh em? Ghê gớm mới chịu hồi được ISO chứ. Còn bên kia chưa chịu hồi được ISO kìa. He he. Nhưng mà có khi chiêu mộ được mà không mang ra đánh đó chứ. Có khi có chiêu mộ được nhưng mà không mang ra đánh, giấu nghề, giấu ở trong kho. Mình nghĩ chắc là không đâu anh em, tại vì nếu mà có thì phải mang ra chứ. Rồi, như vậy là cặp đầu tiên thì bên Black của mình giành chiến thắng vẻ vang. Tiếp theo là chúng ta đến với cặp tiếp theo, đó là Black Kaido đánh với Hoa Tiêu mạnh nhất nha. Cái này thì Black Kaido tuy là tên Kaido sinh vật mạnh nhất nhưng mà lúc nào cũng thua nha. Ok, xem thử coi. Rồi, die luôn. Bị mới vô bị một đấm chết luôn anh em, toàn thiệt chứ. Mạnh nha. Hoa Tiêu mạnh nhất này, mạnh đấy. Hơn 50 cấp luôn kìa. Anh Black Kaido này thua 50 cấp luôn thì sao mà chơi. Rồi, trận 2. Râu trắng nữa chứ. Có cả râu trắng nha anh em, kinh đấy. Rồi. Trận 3 thì chắc là cũng vậy thôi. Có khi là cũng không cần xem nhiều đâu, nhưng mà thôi cứ vào cho anh em xem. Còn thử có điều gì thú vị không? Rồi, xuất hiện Kaya luôn kìa, Kaya Sura luôn. Một cô gái dễ thương, xinh xắn nhưng mà lại bị hành hạ trong đây, đen thiệt. Lẽ ra Black Kaido không nên mang Kaya vô nha, mang vô rồi tội nghiệp nó, đằng nào nó cũng chết thôi. Mang vô làm chi để thấy được cái cảnh tượng kinh hoàng đó, không nên. Rồi, cặp đấu cuối cùng đó chính là Black Hi Hi và I Am Tao Ba. Nếu mà ví dụ Black Hi Hi mà thua luôn á là coi như là công họ cái tổ đội 1+1+3 này là thua rồi anh em. Yamete sẽ vào vòng trong. Tuy nhiên thì Black Hi Hi và Black Haha, hai thanh niên có hai nụ cười khác nhau, Hi Hi và Haha đã chiến thắng, cho nên là gánh nổi và gánh được thanh niên Black Kaido. Thanh niên Black Kaido nên cảm ơn hai thanh niên này nha. Trận đầu tiên. Ui, thì ra thanh niên này là thanh niên có râu đen. Trời ơi. Thế thì sao mà chơi nổi. Mình đang có một niềm tin khá là mãnh liệt cho cái trận chung kết. Mặc dù với cái thời điểm hiện tại mình đang quay đây là trận chung kết chưa diễn ra nè anh em, nhưng mà mình đang có một cái niềm tin dành cho cái tổ đội 1+1+3 này của mình. Tại vì thanh niên kia có râu đen mạnh quá, rất là mạnh luôn, cho nên khả năng cao là chiến thắng. Còn cái Adesis hình như là cũng không có ai có râu đen đúng không? Không ai có râu đen. Mình chỉ sợ một điều thôi, thanh niên Black Kaido này thì mình nghĩ chắc là thua rồi đó. Kaido này chắc chắn là khả năng cao là thua rồi, không thể nào mà thắng được một trong ba thanh niên Adesis đâu. Nhưng mà trông cậy vào Black Haha với Black Hi Hi thôi. Thì Black Haha này mình thấy cũng khá mạnh, không biết là có đủ sức để chơi không. Black Hi Hi thì mình nghĩ khả năng cao là chiến thắng rồi đó. Bây giờ chị xem thử coi Black Haha thôi. Black Haha mà thắng được là coi như thắng luôn. Còn nếu mà thua là coi như hai người thua, chỉ có một mình Black Hi Hi thắng thôi thì cũng không được, cũng đã thành thua. Rồi, ở hiệp 2 thì tiếp tục trận đấu thứ hai xem sao. Chắc là cũng vậy thôi anh em, tại vì râu đen nó mạnh quá. Mới vô nó dứt gura yami rồi doremi doremon tùm lum thế này thì ai mà chơi lại. Thôi, bỏ tay. Quên, chiến thắng đầy thuyết phục và áp đảo từ vị trí của Black Hi Hi. Hồi sinh ghê đấy. Đấy, cũng hồi sinh ghê đấy, nhưng mà bị quẹt thì cũng chết thôi. Ui, kinh vợt. Trong 3 lượt nha anh em, tính là trong 3 lượt. Đáng ra là một lượt thôi, một lượt là râu đen có thể càng quét hết rồi. Nhưng mà sau đó thì mấy thanh niên vẫn cố chấp và hồi sinh, cho nên là Minh Gâu với lại Thabo mình phải ra tay thôi. Còn lại thì thằng Lo với lại nhân vật chính thì cứ ngồi không rung đùi, uống cà phê, ăn bánh, uống trà thôi là được rồi, không cần phải làm gì nhiều. Rồi, như vậy là cặp đấu cuối cùng của bán kết cũng đã kết thúc. Và tổ đội giành chiến thắng vào vòng trong đó là 1+1+3.
Và bên kia thì có Adesit, cho nên là Adesit và 1+1=3 sẽ có một trận chung kết sinh tử với nhau nha anh em. Theo anh em dự đoán thì ai sẽ chiến thắng, hãy để lại comment cho mình biết nha. Comment ý kiến của anh em ở bên dưới coi thử ai sẽ là người chiến thắng. Mình xin nhấn mạnh lại một điều là Adesit là 45 triệu lực, gần 46 triệu nha, 45 triệu 9. Còn 1+1=3 chỉ có 21 triệu 9 thôi. Thì sức mạnh thì mình thấy là hơi chênh lệch đó. Tuy nhiên thì biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra. Kỳ tích có thể xảy ra anh em, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra được mà. Cho nên chúng ta cùng chờ đợi xem điều gì xảy ra nha. Anh em đừng quên dự đoán ý kiến của anh em ở bên dưới. Không được huy hiệu hay gì luôn trời, sao đen vậy? Mình đang còn thiếu 6 cái huân chương nữa. Rồi, được rồi. Kết thúc clip này luôn thôi. Tuy là hôm nay quay hơi ngắn nhưng mà thôi chắc là quay ngắn vậy thôi được rồi. Coi như là kết thúc cái chuỗi bán kết luôn. Chúng ta chờ đợi trận chung kết thôi. Bây giờ chờ chung kết thì mình sẽ quay cho anh em xem. Còn 14 tiếng nữa cho nên chắc là hẹn anh em vào tuần sau đi ha. Tuần sau thì chắc là mình sẽ có một clip chung kết cho anh em xem. Khá là căng thẳng và cam go. Nếu mà công hội của mình chiến thắng thì không biết là mình có được ké phần thưởng không ta? Hình như là không đúng không? Đúng rồi, không được anh em. Cái này chỉ tham gia mới được thôi. Nhưng mà thôi không được, không sao. Mình không được nhưng mà công hội mình chiến thắng thì cũng là một cái phần gọi là vẻ vang rồi. Ok. Ngon đấy, cố gắng nha. Nói chung là hai anh Black Hi Hi với Lót Ha Ha cố gắng là ok. Chúc hai thanh niên chiến thắng. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ nha. Bạn nào chưa subscribe thì ấn vào đăng ký kênh hộ cho mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp em vào những clip tương thủ tiếp theo. Chúc em một ngày tuyệt vời, vui vẻ và mát mẻ. Khang tiếng rồi. Khang tiếng rồi anh em ơi. Hủy luôn cho rồi. Vào đánh cái tập kích này khi mít quà mày.